Xin chào các bạn, hôm nay Trang Sức em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm Thánh Giá Bạc Hồng Ân. Thánh Giá Bạc Hồng Ân chẳng thể mong cầu gì hơn khi những lời khẩn cầu được đến với Chúa. Người mang đức tin và lòng cứu rỗi linh hồn với tình yêu thương bao la bất diệt. Lòng tin ở Chúa vẫn luôn ở đó, và khi mang bên mình chiếc Thánh Giá Bạc Hồng Ân bên người, chúng ta như được bảo vệ và tiếp thêm sức mạnh. Hiện thân của Chúa trên cây thập tự giá như một lời nhắc nhở con người về sự khiêm nhường, tình yêu vô biên của Ngài với nhân loại. Mặt Thánh Giá Bạc Hồng Ân, chỉ tác tinh xảo chắc chắn, sẽ khiến bạn hài lòng. Quý khách vui lòng gọi đến 0913 95 15 35 hoặc nhắn tin Zalo để được tư vấn mua hàng. Em và tôi thiết kế và chế tác trang sức 3D theo yêu cầu, giao hàng toàn quốc, thanh toán an toàn. Quý khách có thể mua trực tuyến tại website trangsucvn.com hoặc các cửa hàng gần nhất. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.